thì tiếp cận đó phải đưa cái siêu âm vào. Còn lúc trước đây đó tiếp cận về tràn dịch màng phổi đó thì người ta chỉ dùng vào X-quang khoảng cách A phẩy đó là nó còn bao nhiêu thì người ta sẽ yêu cầu có chỉ định chọc dịch. Tiếp cận muốn chọc dịch được hay không thì coi lâm sàng bệnh nhân có suy tim hay không. Nếu như có suy tim thì lo điều trị cái suy tim, còn không thì lúc đó mới chọc dịch. Mà ước tính lượng dịch thì phải xác định được cái đường cong, cái khoảng cách của cái lá thành với lá tạng đó nó trên bao nhiêu thì chúng ta mới chọc được. Dạ, trên một Còn nếu một như không thì các anh chị cái đó là cái khối viêm đông đặc cộng với xẹp phổi, các anh chị thọt vô không có dịch gì hết trơn. Như vậy trên cái phim này nè, các anh chị phải làm rõ cho tôi bệnh nhân này có xẹp phổi hay không, chứ không phải là nhảy vô một cái kết luận là tràn dịch màng phổi. Và trên cái kết quả những cái ca nó như thế này nè, khi người ta bao giờ người ta cũng cũng đưa siêu âm vào hết. Và trong cái trường hợp này nè, siêu âm người ta phát hiện rằng nè, cả hai màng phổi đều có dịch hết, nhưng phía bên phải thì dịch rất là nhiều. Rồi tiếp tục đi, tiếp tục đi. Rồi nếu như các anh chị nghĩ đây là viêm phổi, như vậy lý do tại sao bạch cầu nó không tan? Viêm phổi do viêm phổi cộng đồng. Để các anh chị điều trị kháng sinh đấy, lý giải cho tôi coi. Còn các anh chị cho rằng cái này nè, bệnh cảnh của lao, thì tại sao giá trị của lympho, giá trị của mono nó có cao hay không? Rồi tiếp tục đi, tiếp tục. Tiếp tục. Cho nên trên cái ca này này thì tôi không có nghĩ rằng là bệnh nhân đó không có ghi tràn dịch màng phổi dịch tiết lượng trung bình cho lao. Thì nếu như vậy là có tràn dịch màng phổi dịch thấm cho lao à? Cho nên trên cái phim mới có sau 3 ngày thôi. Các anh chị nhìn cái phim thứ ba đi, cái tổn thương phổi ở trên nó đó, nó không có đáng kể gì hết. Như vậy cái bệnh cảnh này nó nằm ra là cái bệnh cảnh gì? Sau 3 ngày nhập viện này, các anh chị nhìn ở đây cho rõ. Tôi sẽ share lại cái màn hình này để các anh chị coi có phù hợp hay không nha. Mọi người thấy chưa? Một cái ca viêm phổi, các anh chị chẳng nói viêm phổi nặng nó như vậy đó. Hay là những cái mờ sờ, không có một cái kháng sinh nào mà nó cải thiện một cái cách ngoạn mục nó như vậy á. Các anh chị nhìn ở đây, tổn thương những cái dải bờ sơ này nè là nằm trong bệnh cảnh của phổi do Covid, hoặc là bệnh nhân hoặc là trên đỉnh phổi bị mờ như thế này nè là bệnh cảnh bệnh nhân có lao trước đây hay không. Còn không có một cái phim nào mà do viêm phổi mà mới như vậy mà ra cái phổi nó đẹp như vậy á. Cho nên là các anh chị kết luận cái ca này là một cái viêm phổi mà mức độ nặng mà biến chứng tràn dịch màng phổi. Thứ nhất, khi có cái phim ra mà thấy ra không hợp lý rồi. Cái thứ hai, với cái phim này thì chúng ta nếu như chúng ta đi theo cái hướng tiếp cận là viêm phổi tràn dịch màng phổi do lao thì nó hợp lý, hoặc là một cái tràn dịch màng phổi do lao
trên một cái bệnh nhân hậu COVID có cái hình ảnh tổn thương phổi sơ và mô kẽ của phổi nó như vậy thì mới hợp lý hơn.